khởi tố người vợ bên chồng vi phạm chỉ thị 16. Ngày 13 tháng 8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Tuyền 42 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin, khoảng 16 giờ 5 phút ngày mùng 3 tháng 8, tổ tuần tra kiểm soát cụm số 4, huyện Phú Tân đang trên đường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ thị 16 trên tuyến tỉnh lộ 951, khi đến khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường, 50 tuổi, cư trú tổ 8, ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc điều khiển xe mô tô chạy hướng Hòa Lạc, Phú Hiệp nên tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện. Đối tượng Trần Thị Tuyền xúc phạm tổ tuần tra kiểm soát. Tại đây, ông Cường trình bày do ở nhà buồn nên đến nhà của thằng em chơi. Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết. Lúc này, vợ của ông Cường là bà Trần Thị Tuyền đi đến nơi lực lượng công an lập biên bản dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra mặc dù được lực lượng chức năng giải thích nhưng bà tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục tổ công tác yêu cầu cưỡng chế đưa bà tuyền về trụ sở công an xã làm việc thì bà tuyền xông đến đánh một công an viên tổ tuần tra đã tiến hành khống chế bà tuyền đưa về trụ sở công an các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé